Rồi, cái này là visa đang mở nè. Nha, mình quay theo chiều. Bên này là chiều tới thì bấm kêu là lùi. Đúng rồi. Rồi, mình thử chạy ra ha. Cái này. Sau này là cái trạng thái này. Bánh này mà bị lọt lỗ là nó cứ quay, nhưng thằng này không quay, nó đứng yên chỗ đó, cho nên cái bất lợi của visa này bây giờ mình sẽ thực hiện phá visa lại, mình làm nó nhanh lắm.